Xin chào quý phụ huynh cùng kem học sinh. Trong video ngày hôm nay sẽ cùng kem đi chữa tiếp bài tập số 10 về tính bằng cách thuận tiện nhất. Đây là một nội dung được trích ở trong chuỗi video mà thầy cùng các em đi ôn thi học kỳ 1 về cái dạng toán về tính nhanh, tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta đi sang phần ý A. 30 năm nhân với 30 năm cộng với 30 năm nhân với 60 năm. Bài tập này thì chúng ta thấy rằng có hai phép tính nhân này. Nhân với nhau gọi là hai biểu thức nhỏ. Hai biểu thức này thì có chung thừa số 30 năm. Như vậy chúng ta rất dễ dàng đặt 30 năm ra ngoài làm nhân thừa chung. Bên trong còn 30 năm cộng với 60 năm. Bằng 30 năm nhân với 100. Và chúng ta được kết quả bằng 3.500. Ý B, chúng ta có 105 nhân với 87. Cộng với 13 nhân với 105. Câu này thì tương tự ý A thôi. Chúng ta nhìn thấy rằng có thừa số 105 chung đúng không? Như vậy chúng ta đặt ra ngoài này. 105 nhân với mở ngoặc 87 cộng với 13. Tới đây thì chúng ta thấy rằng biểu thức của chúng ta có phép nhân, phép cộng và số ngoặc. Thì quy tắc của chúng ta phải áp dụng trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Vậy chúng ta bằng 105. Nhân với 87 cộng 13 thì bằng 100. Và chúng ta được kết quả bằng 10500, tức là 10.500. Như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 10. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.